có điểm của mỗi tổ. Hiện tại tổ của bạn Siêu Lì với số điểm là 10. Yeah, tổ mình sẽ tiếp tục cố gắng để duy trì số điểm này. Mình có ý kiến. Tại sao tổ của bọn mình có điểm 6 vậy? Tổ mình luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, trật tự, làm bài tập tốt mà. Trời ơi là trời, lần đầu tiên có điểm 6 nên là hơi bỡ ngỡ. Chứ nếu như mà lúc nào cũng đứng bét như tổ mình, bạn sẽ cảm thấy quen thôi. Chuyện đó là chuyện của bạn. Thật ra tổ của bạn My á thì có bạn Mai, còn tổ của bạn Thơ thì có bạn Đạt. Hai bạn đó thường xuyên đi trễ cho nên là tổ của hai bạn mới được hai con điểm 6 này nè. Mình đề nghị cho bạn Mai qua tổ Thơ đi. Gì vậy trời ơi là trời, bạn định biến tổ mình thành tổ có đôi bạn cùng trễ hay sao? Ôi là trời, gánh một mình Đạt Mập là mình cũng đã cảm thấy quá là mệt mỏi rồi. Cho nên hai mình tuyên bố mình từ chức. Tại sao mình không muốn làm tổ trưởng mà cứ bắt mình làm tổ trưởng vậy? Bạn có biết tại sao không? Tại vì mình quá xuất sắc chứ còn gì nữa. Không phải là như vậy. Tại bạn quá nhiều sai lầm nên bạn làm tổ trưởng đó, bạn có trách nhiệm đó. Mình có sai lầm thì mình cũng đã xin lỗi rồi thế. Mình xin lỗi rất là nhiều người rồi, vậy mà các bạn vẫn chưa vừa lòng nữa. Cậu phải sống như thế nào á, chứ đừng để ngày nào cũng phải đi xin lỗi mọi người vậy. Trời ơi, sống như thế nào là sống như thế nào nữa. Mình đã quá là mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Mình mệt mỏi đắm đuối như trái chuối rồi. Nếu mà cậu thấy đuối như trái chuối thì hãy uống sữa Cool Cookie hơn bánh quy ngon mê ly. Như các bạn đã thấy, tổ của mình chỉ cũng được 7 điểm thôi. Nhưng mình hứa mình sẽ giúp tổ mình phấn đấu để trở lên 10 điểm giống như bạn Siêu Lì. Còn bạn Thơ, bạn đừng có buồn nữa. Tụi mình cùng nhau cố gắng nha. Ok, vô cái nè. Chúng ta hãy cùng uống Cool Cookie vị bánh quy ngon mê ly. Yeah. Muốn các bạn đi học đúng giờ thì mình tới ngủ các bạn đi học sớm. Ừ, chính xác. Bây giờ mình chỉ cần mình tới rủ Đạt đi học là Đạt sẽ đi học sớm thôi. Đạt ơi, đi học nè Đạt ơi. Dạ, tụi con chào cô. Dạ, tụi con chào cô. Con đến tìm Đạt hả? Dạ. Đạt đi học rồi con. Đạt dậy sớm đi bộ tới trường. Giờ chắc tới trường rồi đó. Hai đứa tranh thủ đi học để trễ đó con. Dạ, tụi con chào cô. Dạ, tụi con chào cô. Siêu Lì. Hử? Ừ, từ đây đi đến trường chỉ mất có 5 phút đi bộ. Thì tại sao Đạt với Mai lại đi học trễ? Tôi nghĩ á, là Đạt với Mai đang đi chơi la cả ở đâu đó nên mới đi học trễ. Vậy hay giờ tụi mình lấy lớp đi. Biết đâu hôm nay Đạt và Mai có ý thức đi học sớm thì sao? Ờ ha, thôi đi. Hấp. Hôm nay không có biết hai bạn ấy có đi học trễ không nữa. Ê, bạn nói hai bạn nào? Thì là Đạt và Mai chứ ai. My ơi, hồi nãy á, tôi với lại Chớp Chớp đi qua nhà Đạt, nhưng mà mẹ Đạt nói là Đạt đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Sao giờ chưa vào lớp ta? Chắc chắn cái tên Đạt này lại la cả ăn uống ở đâu rồi đây. Cái thây thì đã mập, lại còn thích ăn ăn rồi uống uống. Đã bao nhiêu lần mình nói với cô giáo là rã cái tim này đi. Ấy thế mà cô cứ bắt mình phải gánh cái tên mập đó nữa chứ. Cái số mình khổ quá đi thôi. Đạt lúc nào cũng đi học trễ hoài ạ. Đi ăn hàng một mình buồn quá nên là rủ đồng đội đi cùng chứ còn gì nữa. Bạn có chắc là vậy không? Thì trước tiên thì cũng đi học muộn rồi đây. Dũng em chào thầy ạ. Được rồi, các em ngồi xuống. Chúng ta lấy sách âm nhạc ra học nha. Dạ thầy, con đến trễ. Tại sao hai em đến trễ? Thôi thầy, tụi em sẽ không đi trễ nữa đâu. Tụi em xin lỗi thầy. Em cũng xin lỗi à. Thôi được rồi, hai em vô lớp đi. Cảm ơn thầy. Rồi, chúng ta lấy sách ra nha. Đi.
rớt đó nha. Cô ơi, có nha sữa nè. Ê, đúng như lời mẹ Đạt nói, Đạt đi học rất là sớm, nhưng lúc nào cũng tới lớp trễ đó. Cô kính giùm con nha. À, thì ra là Mai đi giao sữa vào mỗi buổi sáng. Cảm ơn cô, thưa cô con đi. Bye bye. Chúng ta phải nghĩ cách giúp Mai mới được. Thôi, tụi mình làm việc nhanh lên, sắp đến giờ học rồi. Còn nhiều sữa lắm á, không mấy Đạt đi học trước tôi đi. Không được, nếu như mà mình không giúp bạn thì bạn còn càng trễ cho học hơn nữa. Tụi mình làm việc nhanh lên. Cảm ơn Đạt nha. Chú ơi, sữa tới rồi nè. Đây, chú ký giùm con. Cô có điều muốn lưu ý với cả lớp, việc đi học là phải đúng giờ, nghiêm túc. Những ai đi học đi bộ thì phải đi đến nơi, về đến chốn, không có được la cà để xảy ra những việc nguy hiểm. Cô muốn tất cả các em phải đi học đúng giờ cho cô. Thưa cô, bạn Đạt và bạn Mai thường xuyên đi học trễ hoài à. Mẹ bạn Đạt nói bạn Đạt ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm, nhưng mà bạn Đạt tới học thì rất là trễ. Đạt, Mai. Dạ. Dạ. Hai em đang mắc một lỗi lớn, cô muốn hai em thành thật và xin lỗi. Mà thưa cô, bạn Đạt đi trễ là tại em thưa cô. Em và Đạt, hai đứa đều sai. Em xin lỗi. Em xin lỗi cô. Điều cô muốn ở đây á là hai đứa phải thành thật. Tại sao Mai phải đi giao sữa vào mỗi buổi sáng? Có chuyện gì khó khăn em có thể nói với các bạn và với cô. Và Đạt nữa, tại sao em biết gia đình Mai gặp khó khăn mà em không nói với cô, mà hai đứa lại tự đi xử lý một mình? Là do tôi và Chớp Chớp nói đó. Tụi tôi đã phải mất công cực khổ để có thể theo dõi hai bạn đó. Vậy là các bạn đã giấu giếm, làm chuyện mờ ám sau lưng cô giáo và lớp học rồi. Ai không được, cũng phải bị phạt. Cô ơi, em xin lỗi, nhưng em có chuyện kể với cô. Nhưng mà tại em năn nỉ bạn, không cho bạn nói với mọi người thôi cô. Thôi, vậy em nói cho cô nghe đi, tại sao mỗi buổi sáng em lại phải đi giao sữa? Mẹ con còn bị bệnh hả? Dạ. Công việc giao sữa của anh là công việc chuyên nghiệp mà. Mà con giúp mẹ mấy ngày thì được, chứ đừng để ảnh hưởng đến giờ đến trường con nha. Dạ con biết rồi. Mẹ con nói trong khu của mình á có rất là nhiều bạn nhỏ thích sữa cua luôn. Mà sữa cua nó vừa thơm ngon nè, lại vừa tốt cho hệ tiêu hóa của mình nữa. Cho nên là con sẽ cố gắng cân bằng giữa việc giao sữa cua và việc đi học của con. Nên là cô yên tâm nha. Thì ra là vậy. Mai, em là một học sinh giỏi. Tuy hoàn cảnh gia đình em có khó khăn hơn các bạn trong lớp, nhưng cô mong em đừng có tự ti và khép mình. Có gì em cứ nói và chia sẻ với mọi người để mọi người hỗ trợ em. Thưa cô, em có ý kiến. Hay là mỗi buổi sáng tụi em sẽ đến giúp Mai. Nếu như có người hỗ trợ, nhất định Mai sẽ hoàn thành sớm công việc và sẽ đến lớp đúng giờ. Ý kiến rất là hay, cô đồng ý. Khi mà bạn giúp người khác á, sau này bạn có gặp khó khăn thì người ta sẽ giúp bạn lại. Ồ rồi, ai giúp tôi đi gây sự phá rồi? À không, không. À, thì được rồi, tôi sẽ đi giúp Mai. Nhưng mà nếu dư sữa thì tôi uống đó. Ok. Thưa cô và các bạn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình cũng có một tin vui muốn thông báo cho cô và các bạn nữa. Đó là mẹ mình đã hết bệnh rồi và còn có thể đi làm lại bình thường nữa đó. Cô cũng muốn tuyên dương Mai, với hành trình vượt khó, nhưng Mai luôn dẫn đầu trong việc học tập. Và cô muốn nhắc nhở Đạt, sau này có muốn giúp đỡ bạn bè, phải bàn với phụ huynh hoặc là với cô, để tránh tình trạng đi học trễ như vừa rồi nha. Dạ. Vì các em đã làm việc tốt, cho nên cô sẽ tặng cho mỗi bạn một thẻ cool làm việc tốt. Các em hãy sưu tập để đổi quà cool nha. Và hôm nay, cô có mua bánh kẹo và sữa để lớp chúng ta cùng liên quan. Siêu Lì, Chớp Chớp, Mai lên phát bánh kẹo cho các bạn nè. Dạ. Giúp đỡ những người khó khăn, ngoan ngoãn với ông bà, mỗi ngày làm việc nhà
sẽ là con ngoan trò giỏi. Cùng học tốt, thế giới mai sau sẽ hiền lắm hơn. Cùng chung tay mang đến cho mọi người niềm vui. Vì trái đất, bánh kẹo của cậu nè. Bạn cũng đừng có quên uống sữa cun của nông trại nhà mình nha. Đã uống sữa cun thì phải cùng cun làm việc tốt mỗi ngày nha. Trường học không chỉ là nơi để học kiến thức, ở đây còn có tình yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau nữa. Chị thôi, lại một tập tội nghiệp bạn Mai nữa rồi. Đúng rồi. Nhà bạn Mai đã rất là nghèo rồi, còn mẹ bạn Mai lại bệnh nữa. Trong cuộc sống thì cũng có rất là nhiều những cái trường hợp khó khăn như nhà bạn Mai đó. Cho nên là bây giờ này, khi mà chị này, em này và rất là nhiều bạn nhỏ đang ngồi đây và xem video của chị được sống trong cái cuộc sống gọi là no đủ nè, được đi học nè, rồi có sức khỏe, thì chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, đúng không nào? Dạ đúng rồi. Nếu như mà chúng ta thấy xung quanh của mình có ai gặp khó khăn và chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên giúp đỡ người khác. Mà giúp đỡ để làm gì biết không? Giúp đỡ để chúng ta chúng ta làm người có ích. Đúng rồi, đúng chúng không? Ta làm người có ích hơn trong xã hội này nè, đúng chúng rồi. Ta tạo được nhiều phước lành hơn. Đúng rồi, khi mà chúng ta giúp đỡ người khác thì chúng ta phải mang một cái tâm thế là biết ơn những cái người mà chúng ta đã giúp đỡ, bởi vì nhờ có họ mà chúng ta đã trở thành người có ích, chứ không phải là giúp đỡ để sai khiến, để bắt họ làm này làm kia đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Trong cái tập này thì nhờ có sự giúp đỡ của các bạn trong lớp á, mà Mai cũng đã gọi là hoàn thành được cái nghĩa vụ gọi là giao sữa vào mỗi buổi sáng, trong đó có siêu lì và chị luôn đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khoan, khúc cuối á chị lại nói là ủa mình phải đi giao sữa hay sao mình không ai không cho mình phá hoại gì chứ. Thì lúc đó mình đang đóng vai xấu mà. Đóng vai xấu thôi, chứ còn nếu như mà chị ở ngoài đời thật thì chắc chắn là chị là một trong những người năng nổ nhất giúp Mai giao sữa luôn đó các em à. Còn bây giờ thì các em hãy ngó xung quanh của chúng ta xem là những ai bất hạnh mà chúng ta lại là những người có điều kiện tốt hơn, thì hãy giúp đỡ, chia sẻ tình yêu thương nhé. Giúp đỡ không có nghĩa là phải đem tiền đi cho họ đâu, mà một cái nắm tay an ủi này, một lời động viên cũng là giúp đỡ rồi, đúng không? Vậy vậy chị nắm tay là giúp đỡ. Đúng rồi, an ủi khi mà người ta gặp khó khăn đấy. Còn bây giờ thì hãy cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày. Bye bye. Làm việc tốt mỗi ngày với Kun là gì? Yeah, đứng lại. Giúp đỡ người gặp nạn. Tới giờ học rồi. Làm việc tốt là tới trường đúng giờ. Sưu tập đủ 7 chữ cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày sẽ được nón bảo hiểm hoặc giày Kun. Mình bỏ quên bút rồi, bạn cho mình mượn nhé. Làm việc tốt là tự giác chăm chỉ học tập, sắp xếp dụng cụ gọn gàng. Bạn nào nộp bài nhanh nhất sẽ có thưởng. Khó quá. Em xong rồi, làm việc tốt là luôn hoàn thành bài tập thật nhanh. Có chuyện gì vậy? Sưu tập 24 thẻ sưu tập bất kỳ, nhận ngay hộp bút phun có đèn phát sáng rực rỡ. Gia đình nông dân siêu vàng triệu tập. Siêu tập 36 thẻ siêu tập bất kỳ, nhận ngay bộ dụng cụ học tập cool kèm theo bộ huy hiệu trang trí cực cool. Làm việc tốt là năng vận động, thể dục thể thao cho khỏe người. Sao nhà mình như sân vận động vậy ta? Không chỉ vận động ngoài trời mà vận động ngay cả trong nhà. May mắn nhận một thẻ siêu tốt đặc biệt sẽ nhận hồ bơi phao bò ngu và bộ Nintendo vận động. Sẵn quà Kun, cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày. Hãy nở nụ cười tươi, chiến đấu với cuộc đời, hãy sống trao yêu thương cùng bạn bè muôn phương. Nhóm của mình á là trang trí tờ báo đẹp nhất luôn á. Chẳng thích đen vậy. Dù nào cũng phải trải qua niềm đau, hãy nắm tay cùng nhau. Đó, mình đã xong rồi đó. Trời ơi, có một đó thì thôi mà cũng không sao mà mình muốn xỉu.